Chiều ngày 25 tháng 7, ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Sự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí cầm Bá Tường, phó trưởng ban dân tộc tỉnh, thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Tiến Trứ, phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về phía huyện ngọc lạc có các đồng chí phạm văn thiết phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cao viết trường ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đồng chí phạm văn đạt phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội và đồng chí hồ minh hoàn giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện đồng chủ trì hội nghị trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78, ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng hỗ trợ tối đa cho người dân ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác tín dụng với 4 tổ chức chính trị xã hội của huyện Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 540.247 triệu đồng với 20 chương trình tín dụng chính sách được triển khai giúp cho 93.989 lượt hộ gia đình được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống thông qua việc tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 37,4% năm 2021 xuống còn 2,27% năm 2021 theo chuẩn cũ. Thực hiện nghị định số 78 trong 20 năm qua đã giúp cho trên 93.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, qua đó giúp cho 6.958 hộ thoát nghèo, 3.427 hộ thoát cận nghèo, giải quyết cho 1.350 lao động có việc làm. 3.100 học sinh sinh viên được tiếp bước đến trường. 19.548 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, cải tạo. 3.380 căn nhà được cải tạo, xây mới, Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung kiến nghị tiếp tục được bổ sung thêm nguồn vốn vay hàng năm, nhất là vay hỗ trợ tạo việc làm, nguồn vốn thanh niên khởi nghiệp, nâng mức cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, mở rộng đối tượng được tiếp cận các chương trình cho vay tín dụng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí cầm Bá Tường, phó trưởng ban dân tộc tỉnh, thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Ngọc Lặc Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện có hiệu quả kết luận số 06 của Ban Bí thư và quyết định số 1630 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, chú trọng đẩy mạnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên người lao động và nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cơ sở để xuất ý kiến, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế, tạo sinh kế ổn định cuộc sống cho người dân. Nhân dịp này, huyện Ngọc Lặc có 2 tập thể và 6 cá nhân được Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khen thưởng, 14 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách ưu đãi theo nghị định số 78 ngày 4 tháng 10 năm 2002 của chính phủ giai đoạn 2002-2022.